Bạn đang có nhu cầu mua ạc Liên Quân giá rẻ, hãy đến với shop đệ tử.vn, nơi bán ạc uy tín, nhanh chóng, chất lượng và hiện đại. Quân Mobile, cảm ơn tất cả các bạn đã dành ra thời gian quý báu để có thể quay trở lại với kênh Đệ Tứ. Mình là Đệ Tứ đây. Hôm nay chúng ta cùng nhau chơi về con tướng Daxi với cái bộ trang phục mới, chính là bộ trang phục Đô Đốc Tinh Hệ. Bộ trang phục này xuất hiện trong vòng quay 12 ô ha anh em. Đó, nó là như thế. Tôi thấy được rằng bộ trang phục này nó cũng tương đối là đẹp và nó thể hiện nên khí thái của sự quyền uy. Đó chính là cái con tướng HZT. Anh ta đang có đánh chạy trong một cái tư thế lù lù và trong một cái tâm thế được gọi là chạy trốn. Thì tôi sẽ gọi anh ta là chạy với tư thế trốn lù nha anh em. Nó là như vậy. Con rồng Skydust đầu tiên sớm muộn gì nó cũng sẽ thuộc về chúng ta mà thôi. Chúng ta đang chơi cho mình con tướng Daxi với cái vị trí là đi đường giữa nha anh em. Thì khi mà các bạn đi đường giữa như này, khả năng gank gần như là liên tục luôn. Nhưng trong trận này tôi đang có một chút gì đó được gọi là mạo hiểm. Khi mà team bạn có cho mình chất tướng Gidu, một khả năng khống chế cứng cực kỳ kinh dị, nhưng tôi lại lên cho mình một cái đôi giày Hermes gia tăng tốc chạy. Nó sẽ rất là nguy hiểm nếu như chúng ta có những tình huống bị bắt con cọp đến từ anh bạn Gidu đây này. Team bạn này có đang tháo chạy đây. Chúng ta còn tốc biến lên, nhất dương chỉ chặn đầu lâu rêu. Lâu rêu bật đạn bắn xét, dây vít đâm lao, có đang rỉa rất nhiều. Lâu rêu còn cho mình cái liềm kìa. Cô ta rất dày nhưng bắt buộc gì cũng sẽ phải nằm xuống trước cái mũi chĩa liên tục vào cái mông của cô nàng lâu rêu với một cái đôi cánh siêu mỏng siêu thoáng có cánh gì đó, nhưng cô ta cũng đã phải nằm xuống rồi anh em ạ. Thì đó, tôi muốn tạo thêm một cái độ khó cho game ha. Khi mà chúng ta đang sử dụng cho mình cái đôi giày Hermes, đáng lý thay là chúng ta phải lên cho mình cái đôi giày kiên cường nha anh em. Nhưng đổi ngược lại, khả năng di chuyển của chúng ta, khả năng gank, khả năng đảo đường của chúng ta gần như là liên tục luôn. Cần phải cẩn trọng trong cái việc mà di chuyển nha anh em. Adete đang đến hỗ trợ chúng ta. Đó là một pha sử dụng cho mình gió nồm, nó rốc lao vào rừng quý được dùng. Mắt bảo Adete bảo kê chúng ta cực kỳ tuyệt vời. Không còn nhiều mana, tạm thời rút lui trong trạng thái này. Anh em, tụi mình cùng nhau nói qua sơ một tí về con tướng Daxi nha. Thì con tướng Daxi anh em thường hay gọi nó với cái tên cúng cơm là Sida đúng không ạ? Thì tội nghiệp nhỏ ghê, nhỏ có làm cái giống nách gì đâu mà lại phong cho, mà lại gán ghép cho nó một cái danh hiệu là bị Sida chứ hả? Nó đâu có làm cái giống nách gì đâu. Thì tôi cũng không biết được rằng một tí nữa trong những đợt giao tranh kế tiếp tôi có bị quen miệng và tôi có buộc miệng và gọi thằng quỷ này là Sida hay không nha. Nếu có thì cũng hy vọng rằng anh em sẽ thông cảm nha. Bản ngọc của con tướng Daxi mình lên như sau. Ngọc đỏ mình lên cho nó là công phép và xuyên giáp phép. Ngọc tím mình lên cho nó là 6 viên tốc đánh tốc chạy, 4 viên còn lại là công phép và hút máu phép. Cuối cùng là ngọc lục mình lên cho nó là tốc đánh và xuyên giáp phép. Đó, nó là như thế đó các bạn. Còn về cái thứ tự tăng chiêu thì chúng ta sẽ có hai cái giải pháp. Đầu tiên là các bạn có thể nâng mát chiêu 1. Nâng mát chiêu 1 thì các bạn sẽ có được những lợi thế như sau. Các bạn sẽ nắm được một cái thế chủ động trong cái việc tấn công hay là phòng thủ. Bây giờ chúng ta đang bị bắt con cọp và team bạn không thể nào bóp được con cọp của chúng ta. Chúng ta có thể an toàn chạy về thành công. Đó, khi mà các bạn lên cho mình cái đôi giày Hermes, những khả năng nguy hiểm nó hiện hữu là như thế. Khi mà chúng ta có được, khi mà chúng ta bị những cái đợt giao tranh mà tương đối là lộn cái bờ nha. Còn về cái thứ tự tăng chiêu, chúng ta sẽ có hai phong cách. Phong cách 1 là chúng ta sẽ nâng mát chiêu 1. Phong cách 2 là chúng ta sẽ nâng mát chiêu 2 thôi. Nhưng mà nâng mát chiêu 1 nó sẽ đúng bài hơn. Cái việc đầu tiên là nó sẽ giảm lượng sát thương của đối phương gây ra lên người của bạn. Thứ hai, bạn sẽ giảm đi một phần nào đó cái khả năng khống chế của đối phương. Thứ ba nữa, các bạn sẽ có được một cái tư thế được gọi là chủ động hơn trong cái việc tấn công hay là phòng thủ. Còn các bạn nâng mát chiêu 2 thì nó mang lại cho bạn cái gì? Nó mang lại cho bạn cái khả năng dồn sát thương tốt, khả năng dọn dẹp đợt lính cao. Và khi các bạn đang nằm trong một cái thế thủ trụ thì các bạn có thể nâng mát chiêu 2. Hôm nay Đệ Tứ muốn trải nghiệm xem coi nâng mát chiêu 2 nó có bá đạo và nó có KS màn hơi bị ghê không đây. Giao tranh chuẩn bị nổ ra. Ba trận thương nguyên tiếp cận HT, có một pha giáp lâu rèo lao vào. Gidu anh ta nhảy tới tặng một quả bom cười lên người anh ta. Anh ta sẽ phải nằm xuống và lập phương thương nguyên. Bao xin kèm được dùng tới người HT. Mắt bảo kìa, ép góc anh ta, chúng ta chỉ một phép, đó chính là nhất dương chỉ, lấy mạng anh ta luôn. Chọt liên tục vào cái mông của cô nàng lao rèo, nhưng cô ta bay đi được bởi đôi cánh thùng giết đó đi. Rất thích con tướng Daxi ở cái chỗ đó. Chỉ cần chúng ta chỉ mặt một phát thôi, chúng ta sẽ có chỗ đứng và chúng ta sẽ cứng được cái chỗ đó. Chúng ta sẽ chiếm được hai ba mạng gì đó. Lúc đó thì cô nàng Ari, cô ta đang làm một điều gì chăng? Cô ta lấy thành công trụ thứ hai rồi chăng? Chưa thấy lấy anh em ạ.
một cái pha đẩy lẻ của cô nàng Eri. Nó tạo được một chút gì đó được gọi là áp lực cho chúng ta rồi anh em ơi. Rồi bây giờ thì sao nữa đây? Có vẻ như chúng ta cần phải tập trung mạnh vào cái việc giao tranh con bùa xanh của team bạn ra định ăn rồi. Nhưng không kịp rồi anh em ạ. Arete mất cho mình pha hồi máu, Guido bất cho mình chiêu cuối rồi. Anh ta đang dùng cho mình kỹ năng bóp vú lông trảo thủ của Red bóp vú lên người chúng ta chăng? Nhưng anh ta hơi bị sai rồi, chúng ta đâu có vú đâu để mà anh ta bóp. Và anh ta tạm thời rút lui, lấy được một mạng của Arete. Team bạn có quá nhiều chất tướng mạnh ở phiên bản hiện tại, nhưng có vẻ như cái khả năng áp đảo của họ là chưa được hoàn thiện lắm. Nào là Narok, nào là Hayate, đúng không ạ? Phải thật sự mà nói, cái con tướng Daxi này các bạn nên lên cho nó cái đôi giày kiên cường nha. Đừng có lên đôi giày Hermes nha. Lên đôi giày Hermes thì di chuyển đồng ý nhanh thiệt, nhưng mà rất dễ dàng bị chết, rất dễ dàng bị bắt con cọp, bị team bạn bắt con cọp. Nó đặc biệt là ông nội Guido đó. Mặc dù chúng ta không có vú, nhưng cái kỹ năng bóp vú lông trảo thủ của anh ta vẫn là một trong những điều mà nó tương đối là khó khăn mà chúng ta cần phải đề phòng nha anh em. Rồi Joker đang bị hấp diêm tập thể hay chăng? Họ đang có 3 người. Joker dùng cho mình bơm cười, kẻ Ari dùng cho mình lông kiếm, cô ta đang có đánh lái gió, cô ta bị làm chóng một phát nữa. Ý lộn, chúng ta bị làm chóng. Mắt bảo Adete phá giải được rồi. Nhất dương chỉ cứng chỗ đó, có chỗ đứng bắt đầu được diễn ra. Chúng ta đang chuẩn liên tục, thằng nào muốn bị Sira thì bước vô đây và double kill mang về cho Violet. Đó chính là cô nàng gì, Doflamingo hả? Oh, Doflamingo hình như là một cái nhân vật mà có kèo đấu solo với Luffy đúng không? Hồi xưa tôi thường xin coi phim Nhật và hình như trong cái ký ức của tôi là như vậy đúng không anh em? Anh em tụi mình nói qua sơ một tí về cái phần combo chuẩn của con tướng Daxi này đi ha. Combo chuẩn của Daxi cũng đơn giản thôi, dùng cho mình chiêu cuối, sau đó dùng ngay cho mình chiêu 2, rồi dùng tiếp chiêu cuối, rồi bật ngay chiêu 1, chuẩn liên tục lên người đối phương. Và cái mấu chốt vấn đề, cái điểm mà tạo nên cái sự khác biệt và giúp cho cái mức độ bá đạo của con tướng Daxi nó trở nên cao hơn là khi mà chúng ta chuẩn bị cái thanh màu đỏ nó gần đầy đó, cái lực lượng thứ nguyên, cái nội tại của nó đó anh em, thì khi mà nó đầy chúng ta sẽ được cường hóa và kích hoạt ngay chiêu 1, chiêu 2 một lần nữa, giúp cho chúng ta quẩy gần như là thường xuyên luôn. Cái combo mà tạo highlight cho nó thì cũng đơn giản thôi, tốc biến chụp một phát bằng chiêu cuối, rồi đợi khoảng chừng 0,5 giây, chúng ta giục nhẹ chiêu 2, rồi chưởng liên tục lên người đối phương. Có một số bạn sử dụng cái combo sai là dùng cho mình chiêu cuối rồi sau đó bật cái chiêu 2 ngay. Cái thời điểm chiêu 2 nó nổ lên là cái thời điểm mà team bạn á nó chưa có bị triệu hồi về, và cái điều đó nó khiến cho chúng ta bị lỗ đi về mặt sát thương rất là nhiều. Đó, mãi mê nói quá mà chúng ta giết được hai mạng luôn rồi, thấy không ạ? Còn một cái lưu ý nho nhỏ khi mà các bạn chơi con tướng Daxi này nữa nè, đó chính là cái khả năng được gọi là anh em đánh thường gần như là liên tục ha, để nhằm mục đích là chúng ta tích hoạt cho nó gần đầy cái điểm nội năng. Khi mà đầy cái điểm nội năng rồi, giao tranh nó sẽ cực kỳ bá đạo, anh em tung chiêu gần như là liên tục luôn nha các bạn. Tôi thấy sự hiện diện của ông nội Guido đang trong bụi vú, hãy cẩn trọng cái kỹ năng bóp vú lông trảo thủ của nó nha, bởi vì thời điểm này chúng ta đã bắt đầu tập gym rồi và vú chúng ta đã tương đối là bự rồi. À, nó róc lộn cái bờ em yêu ơi, nổ sẽ thương phép rồi, vẫn còn cho mình ma trận thứ nguyên. Ma trận thứ nguyên dịch chuyển một chọt chọt thẳng vào cái đích của anh ta nằm xuống rồi, rồi thấy mù nội luôn rồi, tốc biến anti đó chỉ là AJT. Chúng ta còn cái tốc biến, còn tốc biến bật ra, vẫn còn cái liệp bảo silicon mắc bảo mắc bài để từ AT để đậu phộng ra má nó, đáng tiếc quá nè. Mà lầu reo cô ta vẫn đang bay mà nó cánh siêu mỏng siêu thoáng đó, con đường ánh sáng đang được dùng, cô ta vẫn đang truy đuổi phát đại bác trật lớp rồi. Đôi cánh thần khiết tiếp tục lao vào và cô ta tạm thời rút lui bởi kỹ năng gió xoáy đến từ AT. Đáng tiếc quá ta ơi, đáng lẽ trong pha lúc nãy chúng ta bật cho mình cái tốc biến là cái thời điểm mà AT nên bật ngay cho mình cái hồi máu để có thể cứu được chúng ta, nhưng mà cô ta bật tương đối là trễ các bạn ạ, và chúng ta bị hấp diêm ngay trong một cái chiếc phi tiêu của anh bạn AT. Kể từ giờ phút này thì cô nàng Violet cô ta đang tiến hành chiếm bu cho mình con rồng lộn hay gì đó. Ngưỡng sức mạnh đó cô ta đủ để có thể solo với con rồng lộn đi. Violet cô ta sắp có được cho mình con rồng lộn rồi. Rồi, Violet đã chính thức bị rồng lộn từ thời điểm này. Và cô ta sẽ cực kỳ bá đạo với kỹ năng lộn nhào của cô ta. Cô ta sẽ nhạo đi tất cả các thành viên team bạn luôn. Trong một số đợt giao tranh kế tiếp tôi nghĩ là như vậy. Nhiệm vụ cốt yếu chúng ta trong một số đợt giao tranh sẽ là gì? Sẽ là cố gắng dồn những thành viên team bạn vào một cái lỗ để cho team bạn bị rơi vào một cái lỗ dồn và chịu một lượng sát thương đến từ cô nàng Violet. Họ sẽ phải trả giá đây. Chạy đằng nào đây? Bây giờ thì sao? Narok sẽ là đứa dẫn củ tỏi đầu tiên. Kỹ năng nhộn lào của cô nàng Violet bắt đầu được tỏa sáng rồi, và chúng ta đã có thể hỗ trợ cho cô ta được một phần nào. Sát thương của chúng ta nó cũng tương đối là kinh dị, nhưng số điểm mà chúng ta giết mạng nó tương đối là ít các bạn ạ, chỉ mới 6 mạng mà thôi. Xin nhẹ con mùa xanh cả nha. Đường giữa bắt đầu lau reo đang cố gắng đẩy trụ đây này. Chúng ta không thể nào cho cô ta đẩy trụ được đâu. Cô ta chọn giải pháp nấp bụi chuối chăng? Dính phát nội tại đến từ Joker. Joker đang truy đuổi ở phía sau lưng. Lau reo chạy được rồi, rất an toàn cho cô ta. Đúng, thực sự là cô ta đang sử dụng cho mình một loại là có cánh siêu mỏng siêu thoáng gì đó.
rõ. Cô ta đang chạy cho mình rất nhanh nha. Team bạn bắt đầu tập trung 3 người. Họ phát hiện được vị trí chúng ta. Ép thế vào tranh đang là những gì mà chúng ta đề cao trong trận ở đây. Vào led cô ta đang có cho mình con chim bờ ve phía anh ta lao vào. Dính phải bóp vũ long trảo thủ rồi, anh ta đang dần dần bị bóp nát luôn. Nhưng anh ta chạy được rồi và một pha lệnh bàn phong thần. Chúng ta lao vào dùng chiêu cuối một quả bông cười tấn công lên 2AT. 2AT gục ngã luôn. Chúng ta đang có cho mình con xe. 3 thành viên team bạn mất đi. Tất cả mọi đứa trên bản đồ đều phải e dè với kỹ năng nhộn lao của cô nàng Violet. Chúng ta có đủ căn cứ để có thể chấm dứt được trận đánh này. Đây là một lời chắc chắn. Những phát đại bác đến từ Violet là cực kỳ kinh dị luôn rồi. Nhưng tôi vẫn chưa muốn chấm dứt trận đánh này anh em à. Chúng ta sẽ cho team bạn một cơ hội nữa. Để coi coi, team chúng ta mất con xe rồi. Và cái nhà chính đang bắn họ. Họ sẽ phải rút lui mà thôi. Rút lui là những gì mà chúng ta lựa chọn. Coi coi đây có phải là một trận đánh mà chúng ta sẽ phải trả giá hay không nha. Quay trở về ăn bùa thế nào. Hai xạ thủ chúng ta đã phải mất đi rồi. Ác hẳn rằng họ sẽ phải chửi đùa ma tụi mày. Đó là những gì mà anh bạn Joker đang chửi chúng ta. Rồi ok con dê, họ vẫn còn cho mình một cơ hội. Họ sẽ làm được những gì đây? Còn 23 giây nữa là cái thời điểm mà Duma tụi mày sẽ được hồi sinh rồi. AT dùng cho mình bắt bảo tách biệt ra hai đứa trong đội hình team bạn của đắng lá gió. Ba đây bạn ơi, góc đó vào tranh không đẹp đâu nha. AT đâu có đắng bỏ chạy, đó chính là ép góc. Lành bài phòng thần nổ ra, AT không thể nào tồn tại được đâu. Nhưng đây là Lộc Phương Thử Nguyên. Chỉ là giờ tên team bạn họ vào tranh có đắng nhây. Đó chính là Guido, Guido bị nổ sát thương rồi. Anh ta e dè và tạm thời rút lui. Tại nơi kia, ông nội đại ca Zephyr đang có đắng đẩy trụ ra đây. Anh ta không đẩy trụ à, đậu xanh rau má. Nó có một đợt lính như thế kia kìa. Ây da, làm cho cô nàng Eri tới trấn thủ rồi. Ồ, team bạn bắt đầu họ có lại được những lợi thế rồi anh em ạ. Nhưng lợi thế này sẽ tồn tại là bao lâu đây? Khi tôi thấy được sự thập thỏm của cô nàng Violet tại nơi kia, cô ta đang khu vực của con tà thần Zeza. Nó rốc team bạn đã phải mất đi. Họ đang bị nhốt trong một cái lồng. Và đây chính là điểm nhanh chết chóc. Xoáy được 3 người. Chưởng liên tục lên đội hình team bạn. Eri tạo một pha giáp. Giáp của ta quá trâu đi. Nhưng chúng ta vẫn đang có đắng lá gió. Ép gấp một phát lên nè. Bị nổ sát thương. Cô ta e dè rồi. Vẫn đang cố gắng tiếp cận. Có một pha hồi máu. Thấy mụ nội cô ta rồi các bạn ạ. Và 10 điểm mà gục thuộc về cho chúng ta. Team bạn sẽ bị hủy diệt một cách hoàn toàn đây này. Còn một mình anh bạn HT, HT anh ta sẽ là thành viên cuối cùng nhận cái án tử này đây. 5 thành viên team bạn gục ngã cả rồi anh em ạ. Đợt lính vẫn đang tràn vào. Đây là một đợt lính siêu cấp. Trong khi đó thì ông nội đùa ma tụi mày vẫn đang đẩy tại khu vực đường dưới đó. Anh ta muốn lấy trụ à. Lấy cái nhà chính nào ông nội ơi. Đùa ma tụi mày bắt đầu bắn vào. Đùa ma tụi mày không quan tâm trụ nữa. Đùa ma tụi mày đang cố gắng đánh vào nhà chính đi. Đùa ma tụi mày không muốn bắn vào nhà chính. Anh ta muốn kết mạng gì đó nhưng không thể nào kết mạng được của anh bạn Narok bởi chất tướng của Dazi. Và đùa ma tụi mày đã giành được chiến thắng rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành ra thời gian quý báu để xem video và hẹn gặp lại các bạn ở những số video vào ngày mai nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.